Hello các bạn nha, thì mình đang có mặt tại xã Mỹ Thành Trung, huyện Cái Lệ, tỉnh Tiền Giang ha. Thì sau nay là gần 4 tháng mình quay lại vườn Quánh Thưởng ha. Vườn này thì áp dụng quy trình kỹ thuật ở bên của Thông Thành Phát cũng đã tròn được 1 năm 3 tháng rồi. Từ một cái cây si bây giờ nó thối rễ ha. Thì mình cho phục hồi bằng Mentos. Và sau đó thì mình cho phun Mentos định kỳ kết hợp với Multi-TE. Thì bữa nay thấy cây nó phát triển rất là tốt bạn. Cây đọt đi rất là đều ha. Vườn này thì áp dụng quy trình đi phân giống như cách mình thường nói chia sẻ các bạn ha, là đi phân khi đọt mới nhú thì mình đi hóa học, khi đọt lụa ra thì mình bón hữu cơ. Vườn này thì bón phía là 20-10-10, rồi khi muốn nuôi tay cạnh á thì mình sẽ cho đi ba số đều ha. Bạn thấy nè, đọt đi rất là đều và mạnh ha. Giờ này được bao nhiêu tháng rồi anh Thưởng? À, 2 năm 3 tháng. Vườn này thì được 2 năm 3 tháng. Thì kỳ đầu nó rất là si luôn các bạn. Lúc mình vô nó bị ở thối rễ đó, khi bằng vàng thực cái cây luôn. Bữa nay thì cây mình phát triển khá là tốt, phát triển đều bạn. Đó vậy nè, bây giờ anh phun Mentos định kỳ khoảng 20 ngày thì anh phun lần thôi, để nó chỉ nấm hồng nấm rong và nó phục hồi cây, tăng khả năng kích kháng thôi, chứ phục hồi thì bây giờ giờ này cũng chả cái gì để phục hồi. Bạn thấy nè, phun Mentos vô ha, cái cây mình nó đi găng da đỏ da nè, tốt nè. Rồi tiếp theo sau này sẽ mình cho anh tỉa luôn mấy cành nhau này ha, bỏ nó đi. Cây nó găng da bạn, rất là tốt nè. Vườn này bác rất là cao ha. Đây quay một số cây khác cho bạn coi ha, đỏ da ha. Đối với vườn này bây giờ nó ra đầu triều vậy các bạn, thì mình nên phun sau gậy khi cây bắt đầu nhú đọt như vậy ha, thì bắt đầu mình nên phun sau gậy nó được đó. Chị thì mùa mưa này thì chúng ta có thể giảm là phun nhện đỏ, nhưng mà mùa nắng bắt buộc phải phun nhện đỏ nha. Thì một số vườn hổm nó cũng đã bị nhện đỏ tấn công rất là mạnh đó. Cái đỏ ra cực mạnh luôn bạn, lá thì bóng vậy ha. Ở đó chắc là lười xịt sâu, không đi sâu quá, sâu cắn hết mớ mà. Đó vậy. Vườn mình phát triển vậy cũng ngon, phát triển đều vườn ha, nó ra cái đọt đều. Đây được ha. Cây đó thì lúc trời xưa giờ nó bự bằng kia. Thì cây đó nó già lụa, lụa da lá với mấy cây này. Là đi cái đọt lớn. Rồi vài bữa nữa, 2-3 bữa nữa anh xịt Mentos cộng sau gầy ha, đang kéo đọt cây này luôn cho đẹp nè. Mai xịt được không? Sáng mai xịt được. Được, được, sáng mai xịt lên đi. Nếu không mưa thì cứ xịt. Phải mình như cũng tới ngày phải không? Trễ ngày 2 ngày gì rồi. Trễ rồi, rồi. Thì bắt đầu có gầy cắn rồi đó. Này là cả 13-14 ngày rồi. Dạ. Mấy cây này xưa nó còi còi bữa nay lớn hết không á? Cái vàng đây là hồi xưa nó tệ á. Ừ. Cái hàng bên đây thì nó tệ hơn hàng ở bên kia. Mà lại bên kia giờ nó đứng được, nó đứng mấy cây. Dạ dạ. Nè, mấy cây này hổm mưa bỏ xuống nè, nó bị vàng lá thối rễ nè. Nó cũng hết sạch lá luôn, hôm nay mới phục hồi nè. Thôi là vườn mình á, tại mà vườn mình được cái là vườn mình á bị cái là mô mình nó bự, nó thoát nước không có mạnh. Mà mình phun Mentos nó cũng kích kháng nên nó cũng giảm tình trạng nó ra. Có ông anh ổng trồng cái cây cá gì? Chưa để đó thì hổm cũng cái cây mà ổng trồng là quay nè, cây này. Cái này xưa nó si nè. Tước vườn này 6 tháng mà ổng bị sì mủ này khoảng 2 tháng nay là ổng chết. Mà sau 1 năm anh xài Mentos thì anh thấy khả năng mà nó ngừa bệnh với kháng bệnh hay mạnh không? Mạnh.
ngon hơn mấy cái kia nhiều. Tại từ hồi ngày xịt minh tút giờ là cái vụ mà gông không có nữa nè. Ừ, nấm hồng không có nữa. Nấm hồng đồ này kia là tiệt để, nói chung là anh chưa có xài cái thứ gì, thuốc gì. Rồi mấy cái bệnh giống như trái lá đồ rồi trái chết ngọn thấy có xuất hiện không? Đỡ lắm, nói chung là mình khỏi ngừa ba cái kia là thằng minh tút nó cũng kháng thể phụ cái cây mình cũng ngon lắm. Dạ. Nói cây này hồi xưa nó xì mà nay ngon hết hồn hả? Minh tút bạn, đồng 20%, 10% chế xuất sinh học. Giá ngoài thị trường là 149.000 nha. Tem siêu ha. Các bạn mua thì lưu ý ha. Rồi mình xin cảm ơn nha. Hẹn gặp lại bạn.